Chào mừng quý vị, quý anh chị đến kênh Phương Lương Cuộc Sống ở Châu Âu nha. Hôm nay em đến công ty bất động sản lớn nhất thành phố La Lanca đây để giới thiệu cho quý vị, quý anh chị những cái sản phẩm mà công ty là đang xây dựng nha. Đây là một cái khách sạn 5 sao, mô hình khách sạn 5 sao đang được công ty xây dựng ở cái khu Orocrini quý vị ạ. Đó. Và bên này cũng là một cái khách sạn tương đối là đẹp đây. Đây là mô hình và những cái khách sạn mà công ty Quality Group họ đang làm nhá. Đấy là những cái dự án người ta đang làm đây. Ở ngay cạnh những cái bờ biển thuộc thành phố La Lanka. Đó, rất tuyệt vời rồi quý vị. Đây là những cái bức ảnh. Đây là những cái lá cờ và văn phòng đại diện của công ty rất là lớn nha quý vị nha. Đây. Rất là đẹp luôn. Beautiful này. Đây là những cái mô hình của công ty nè. Đây. Đây là những mô hình nha. Đây là những cái mô hình khu biệt thự này. Đây. Đây là những cái mô hình biệt thự nhé. Biệt thự nhà ven biển. This for the house này. Đây. Đây là những cái nhà biệt thự cho ven biển, cho những căn hộ cao cấp. Đây là căn hộ 2 tầng, phòng ngủ, phòng khách, bể bơi nha quý vị. Đây là mô hình nha. Đường thiết kế khá là rộng luôn. Đấy. Thiết kế khá là rộng rãi và đẹp mà quý vị này. Hôm nay em đến văn phòng công ty Quality Group để trao đổi một vài vấn đề về bất động sản, chung cư, nhà cửa tại đảo Sip. Anh chị nào có quan tâm về vấn đề bất động sản tại đảo Sip thì liên hệ Zalo số điện thoại 998 998 18997 nha quý vị. Rất hân hạnh được phục vụ toàn vị quý vị, quý anh chị nha. Em xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Đây là những mô hình khá đẹp của quý vị này. Công ty này rất là lớn nha quý vị nha, nằm tại La Lanca. Và toàn thể những cái dự án có là ở thành phố La Lanca và Limassol. Beautiful này. Very. No, this house, for the house, villa. This villa. Đây. Ôi. Em biết là gì? Em bảo mẹ ta nhà hà đây. Ok.